Hi, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Duy, hay gọi là Nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem rằng một ngày làm việc của mình sẽ như thế nào. Thì đôi chút về mình, thì mình đang là sinh viên thực tập tại Amazon với vị trí là kỹ sư phần mềm. Và office của mình bây giờ hiện đang ở Seattle. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn lên office của mình để các bạn xem rằng một ngày của mình làm việc sẽ như thế nào. Và mình sẽ mô tả công việc của mình trong lúc đó luôn. Thì ok, let's go. Bye.
Hey Daniel. Hey Daniel. Hi, how are you doing? Hey, good. Yeah, sorry I forgot to invite you, but I think we can sort of brief you on what we discussed. Yes.